Chào anh em, hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cái cách mà lấy chiều sâu phim và chỉnh cam bằng lừa của máy một phim làm sao để khi mà mình may vô hàng mà chạy ra ngoài nó không bị đứt chỉ nha anh em. Thì bây giờ anh em cùng mình theo dõi. Bước đầu tiên là anh em sẽ xoay kim xuống vị trí thấp nhất nha. Và sau khi mà kim xuống vị trí thấp nhất rồi á, thì anh em sẽ di chuyển cái mỏ móc này. Kim ở nằm ở vị trí thấp nhất thì là anh em di chuyển cái mỏ ổ này làm sao nó phải nằm trên chỗ cái vắt kim nha anh em. Thì anh em cứ di chuyển cái chủ kim làm sao mà khi mà chủ kim nằm vị trí thấp nhất thì là cái mỏ ổ này nó sẽ bắt trên nằm trên chỗ cái vắt của cái kim là được nha anh em. Thì sau khi mà anh em đã lấy được cái chủ kim mà chuẩn như vậy rồi thì bước kế tiếp thì mình sẽ đi vào chỉnh cam bằng lờ nha. Thì như anh em thấy nè, hiện tại bây giờ là mình xoay kim xuống là kim vừa xuống cái lỗ mặt nguyệt, thì là cái bảng lừa là cam bảng lừa này nó đi quá trễ nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái cam bảng lừa làm sao mà khi mà kim vừa tới đi xuống cái lỗ mặt nguyệt này thì cái bảng lừa này nó sẽ ngang bằng với cái mặt nguyệt này nha anh em. Thì là cái cam bảng lừa nó nằm ở đây nha anh em. Thì hiện tại bây giờ là cái cam bảng lừa này nè nó đi hơi trễ, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ là nới lỏng cái cam bằng lừa ra và cho nó đi sớm chút xíu nha anh em. Rồi anh em di chuyển cho cam nó đi sớm một chút xíu. Rồi sau khi mà anh em đã nới cái lỏng ốc cam ra và cho cam đánh sớm một chút xíu thì đồng thời anh em mình xích cái ốc cam lại và mình sẽ kiểm tra là coi thử cái bằng lừa nó đi cái đúng chưa nha anh em. Thì sau khi mình đã là nới lỏng cái ốc cam ra và cho cam đánh sớm một chút xíu thì bây giờ mình sẽ xoay kim xuống để kiểm tra xem. Đó như anh em thấy nè, thì hiện tại bây giờ là kim đi xuống cái lỗ mặt nguyệt, thì đồng thời là cái bảng lừa nó cũng nằm ngang bằng với cái lỗ mặt nguyệt nha. Thì sau khi mà đã lấy được cái chiều sâu kim và cái chỉnh cái cam bảng lừa rồi thì bước kế tiếp thì mình sẽ chỉnh móc nha anh em. Bước đầu tiên là anh em sẽ kim xuống vị trí thấp nhất, đồng thời là anh em sẽ xoay kim đi lên này. Khi kim đi lên thì anh em sẽ đồng thời để xoay móc tới nha. Thì đối với những cái mã hàng mà chất liệu vải nó co giãn và dày thì anh em sẽ là khi kim đi lên đó, thì anh em làm sao là khi kim đi lên mới bắt đầu đi lên thì là cái móc này này, bắt kim nộp kim cho tầm 1 ly anh em. Và móc cái bắt kim trên kim nộp kim 1 ly và đồng thời là móc này này nó sẽ ôm kim nha, không hở và không được đá nha. Và sau khi mà móc ôm kim rồi thì anh em sẽ xích cơ ba con ốc móc lại ồ lại. Và sau khi mà anh em đã xích ốc của cái ồ lại thì đồng thời anh em lại xoay móc và kiểm tra kim tới kim thêm một lần nữa coi xem là móc có đã kim hoặc thở kim gì không nhỉ. Và sau khi đã kiểm tra là móc đã ôm kim rồi thì bây giờ mình sẽ xiết chắc ba con ốc ổ lại và gắn vô chạy từ trên lên trên nha. Như anh em thấy đó, sau khi mình đã lấy cái chiều sâu kim và chỉnh cái cam bảng lừa và chỉnh cái độ bắt của móc thì mình đã là gắn kim và sò chỉ chạy thử vào trong vải. Và sau khi mình chạy thử đâu vào trong vải chạy ra khỏi cái lỗ mặt nguyệt á thì cái cọng chỉ kim này nó không bị đứt nha anh em. Thì hôm nay mình làm cái video mà hướng dẫn về cái cách mà lấy chiều sâu kim và chỉnh cái cam bảng lừa và chỉnh cái độ bắt của ổ như thế nào để khi mình may vào hàng á mà chạy ra khỏi cái lỗ mặt nguyệt á cọng chỉ kim này nó không bị đứt. Đến đây là kết thúc. Nếu anh em nào xem cảm thấy hay và bổ ích thì nhớ cho mình một like và một kênh đăng ký để ủng hộ mình nha, để cho mình có cái động lực làm những video sau cho mọi người và anh em cùng tham khảo. Hẹn anh em những video sau.